Hay là để bố kêu xe cho con đi nha. Cô hết 50 ngàn ạ. Cũng được bố ạ. Dạ cảm ơn. Anh có đi xe? Có. Anh. Tuyến, dậy. Chạy, chạy. Anh. Em xin lỗi ạ. Nếu như hôm nay có báo cháy thật thì sao? Hả? Sao rồi anh? Có bị kỷ luật không? Treo giò mất mấy tháng. Anh không trình bày xin xỏ gì à? Con nói lý do hôm qua chạy hàng cả đêm, không ngủ được tí nào không? Mày nghĩ lý do đấy mà nghe được à? Thì mình vẫn phải giải thích chứ. Tử tù trước khi chết còn được nói lời cuối cùng. Cứ thế mà lĩnh án chắc. Ai bảo mày là anh phải lĩnh án? Sếp không mắng. Chỉ hỏi là anh có cần tiền không? Hả? Sao anh Minh chưa bao giờ nói với em câu này nhỉ? Anh, chuyện vừa nãy anh đừng nghĩ gì anh nhá. Em tranh thủ hôm nay không phải trực nên là chạy cho nó vui thôi mà. Chỉ vui thôi sao? Thú thật với em, lúc đó anh sốc lắm. Nghĩ mà thương cho lính phòng cháy chữa cháy tụi mình. Vào sinh ra tử bất kể ngày đêm, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập. Vậy mà thu nhập không đủ để nuôi vợ con. Anh nghĩ làm gì? Nó là cái nghiệp rồi. Giờ anh em mình có muốn bỏ cũng không được mà. Không nghĩ không được. Dẫu biết rằng cái nghề mình chẳng thể làm giàu, nhưng ít ra những thứ sinh hoạt tối thiểu cũng phải được đáp ứng chứ. Anh may còn có nhà ba mẹ để lại, chứ nếu không á, chẳng biết đến bao giờ mới kiếm được chỗ ở cho vợ con. Chuyện thuê nhà nó cũng là bình thường thôi mà anh. Mình còn trẻ thì mình phải phấn đấu thôi. Khắc đi, khắc đến anh ạ. Mà nè, em cũng đừng trách cái Hiền làm gì. Có trách thì trách anh đi này. Làm đội trưởng mà không lo được cho anh em. Anh này, sao anh lại nghĩ thế? Anh đã giúp đỡ vợ chồng em hết mình rồi còn gì nữa. Với em giàu nghèo nó cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng là anh em mình cứ sống chết với nhau thế này là em vui lắm rồi.